Vâng, xin một lần nữa cảm ơn ông bà giám đốc và tất cả các anh chị em. Xin mời tất cả các anh chị em nhân viên về chỗ, cũng như là cảm ơn rất nhiều các cô model rất là đẹp. Xin quý vị một tràng pháo tay một lần nữa cho các cô người mẫu của chúng ta. Thưa quý vị, một lần nữa Phan Duy rất là, phải nói là rất là may mắn được làm MC cùng với Vĩnh Lạc. Vĩnh Lạc lo cho rất là nhiều việc. Kính thưa quý vị, lịch sử của Hoa Kỳ đầu năm 2009 đã ghi một điều rất là quan trọng. Đó là người Hoa Kỳ đã chọn một người da màu đầu tiên làm vị tổng thống đầu tiên da màu của nước Hoa Kỳ. Và cũng trong năm 2009, ngày 1 tháng 5, trong cộng đồng người Việt quốc gia Houston của chúng ta cũng đã đón nhận một sự kiện lịch sử. Đó là sự ra đời của một đài truyền hình đầu tiên miễn phí 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần trên băng tần 55.2. Và thưa quý vị, cuối năm 2009, cộng đồng của người Việt quốc gia của chúng ta lại một lần nữa ghi nhận một sự kiện rất là lịch sử, thưa quý vị, của thành phố Houston. Đó là lần đầu tiên thành phố Houston có một người Việt đầu tiên đã hiên ngang đánh bại 7 người đối thủ để nghiễm nhiên trở thành người Việt đầu tiên đắc cử trong chức vụ tân nghị viên của Hội đồng thành phố. Thưa quý vị, xin quý vị đón chào tân nghị viên của Hội đồng thành phố District F, luật sư Hoàng Duy Hùng. Tôi xin trân trọng cảm ơn chị Phan Duy. Kính thưa ông bà giám đốc Vũ Bang và cô Bích Ngọc, kính thưa tất cả quý đồng hương hiện diện ngày hôm nay, thật là một vinh dự cho cá nhân chúng tôi cũng như cho gia đình và cho cộng đồng của chúng ta, cho việc mà chúng tôi được thành công ở trong chức vụ nghị viên của Hội đồng thành phố. Sáng nay khi chúng tôi nói chuyện riêng, chúng tôi có một cái buổi nói chuyện tiếp xúc với bà Tân Thị trưởng. Trong cái buổi tiếp xúc đó có những điều mà chúng tôi rất là vui, nhưng mà cũng có những cái điều mà chúng tôi cũng băn khoăn vô cùng. Khi mà bà Tân Thị trưởng nói rằng cộng đồng người Việt của chúng ta là một cộng đồng đang chuyển mình để thành công, nhưng mà bà cũng nói the Vietnamese community is so fragmented, tức là cộng đồng của chúng ta còn có rất là nhiều mảnh vụn. Nói danh nôm na là chúng ta còn có sự chia rẽ rất là nhiều. Thì bà mong rằng là I hope in the future the Vietnamese community is going to be consolidated, tức là cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta sẽ đoàn kết vững mạnh. Vì thưa quý vị, đó là tương lai của chúng ta. Nhưng mà bà nói you need more votes, chúng ta cần có nhiều người đi ra bỏ phiếu nữa mà thôi, vì chúng ta còn bỏ phiếu ít lắm thôi quý vị. Kỳ bầu cử vừa qua ở trong District F là 1.900 người Việt Nam, và cả toàn thành phố chỉ có 4.200 thôi. Trong khi đó chúng ta ở tại đây có khoảng 100.000 dân ở trong thành phố, mà chúng ta chỉ chưa tới, xin quý vị, chúng ta chỉ có 4.200 lá phiếu, chưa đủ là một sức mạnh mà người ta mong muốn. Thưa quý vị, đó là cái lời mà hồi sáng nay chúng tôi có chia sẻ với bà thị trưởng. Bà cho lại cho chúng tôi những cái điều mà Mỹ nó gọi là những cái feedback, tức là những cái tin tức sau lại. Hôm 24, tờ Houston Chronicle có một bài viết về chúng tôi rất là tiêu cực. Nhưng sau đó thì tờ Houston Chronicle đã phải mở ngoặc và đóng ngoặc là viết lại. Và đối với người Hoa Kỳ, một tờ báo lớn nhất ở tại địa phương này, khi viết về một ứng cử viên, một người đắc cử, mà chỉ sau có 3 ngày mà viết lại, thì điều đó là một điều hãn hữu. Do đó, ngày hôm qua, tờ báo Houston Press, thưa quý vị, là một tờ báo lớn thứ hai của Houston này, đã viết về một bài về cá nhân chúng tôi, và lại bầu chọn Ao Hoàng là một chính trị gia có ảnh hưởng đứng hàng thứ tư trong 10 năm qua. Và thưa quý vị, tôi chưa có làm gì hết.
tôi vừa mới đắc cử, cũng chưa làm một cái gì hết. Thì tôi cảm thấy rằng cái vinh dự này quá lớn. Và tất cả các chính trị gia khác đều hỏi tôi, thì tôi nói tôi không biết tôi làm cái gì, mà tôi không biết là mình có xứng đáng hay không. Và chắc chắn không có xứng đáng, tại vì tôi mới đắc cử, tôi còn tập tỉnh để bước vô con đường sinh hoạt chính của Hoa Kỳ, để mang lại niềm vui cho cộng đồng của chúng ta. Tôi chưa biết nhiều hết, và tôi sẵn sàng lắng nghe và sự chỉ dạy của quý vị, để chúng ta tạo thành một cái sức mạnh chung cho cả tập thể của chúng ta. Và thưa quý vị, ở trên này chúng tôi không nhìn được ở hết tất cả ở dưới, nhưng mà chúng tôi biết ông bác của chúng tôi là bác sĩ Trần Văn Thuần có ngồi dưới chắc chắn là như vậy. Và vì thưa, là khi chúng tôi nói như vậy là vì có cái lý do là tờ Houston Press á, khi mà họ viết cái điều đó đó, là họ mong muốn cho cả cộng đồng của chúng ta, một cộng đồng rất là lớn mạnh đã ù lì trong nhiều năm qua, nhưng vừa rồi mới chuyển mình. Và họ nói rằng á, là vì sự chuyển mình đó là ông Ao Hoàng đã kích động. Nhưng thưa quý vị, cá nhân chúng tôi không là gì nếu không có sự thương yêu của đài VAN, không nó có sự thương yêu của tất cả các cơ quan truyền thông báo chí, không có sự thương yêu của cộng đồng như bác sĩ Trần Văn Thuần đang ngồi ở dưới là đang đại diện cho là phó chủ tịch ngoại vụ của cộng đồng, không có sự thương yêu của tất cả cộng đồng của chúng ta. Thưa quý vị, sự thương yêu này đã làm chuyển mình cộng đồng chúng ta, và chúng ta phải quyết tâm chuyển mình. Trong năm 2010 thì chúng ta sẽ thành công. Và do sự thương yêu đó, thưa quý vị, còn nói lên một điều rất là rõ ràng như tờ Houston Press có nhận định, đó là sự nhắn gửi của cộng đồng Á Châu nói riêng, nói chung, và cộng đồng Việt Nam nói riêng, đó là cộng đồng của chúng ta quyết tâm xây dựng một sự đoàn kết. Cộng đồng của chúng ta sẽ bỏ đi lại ở quá khứ của những sự phân hóa, mà chỉ nhìn đến tương lai để hướng dẫn và hỗ trợ cho những các anh em trẻ và những người có khả năng, những lòng yêu, những người yêu nước, để chúng ta thành công. Thưa quý vị, đây là một sự nhắn gửi, đây là một sự đóng góp của cái tình thương, đây là một sự, thưa quý vị, là một sự bao che mà làm chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi có trách nhiệm rất là nặng nề. Và sáng nay chúng tôi nói với bà thị trưởng là chúng tôi, cá nhân tôi và cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận là biết chắc chắn chúng tôi sẽ là team player, chúng tôi sẽ là những người biết cách làm việc để xây dựng cộng đồng và tập thể của chúng ta trong thành phố Houston một cách rất là mềm mại nhưng thành công, chứ không phải là chúng ta mềm mại mà chúng ta bỏ hay là chúng ta nhượng bước, thưa quý vị. Do đó, nhân cơ hội ngày Tết này, thưa quý vị, đài VAN TV 55.2 từ ngày mới chào đời, chúng tôi đã biết đây là một vũ khí truyền thông rất là quan trọng. Và chúng tôi cảm ơn bác sĩ Vũ Bang cũng như cô Bích Ngọc đã hỗ trợ chúng tôi từ suốt chiều dài đó, hỗ trợ cho cá nhân tôi này, nhưng mà hỗ trợ cho cộng đồng. Cộng đồng của chúng ta lớn mạnh là nhờ những cơ quan truyền thông báo chí này, nhờ cơ quan VANTV 55.2 đã đến với cộng đồng của chúng ta liên tục, là một cơ quan, một đài phát sóng truyền hình liên tục 24 tiếng đồng hồ free, thưa quý vị, lần đầu tiên. Mà trước đây đó, thưa quý vị, tôi có lên trên các nhiều các đài phát thanh, người ta nghe tiếng ông Hoàng Duy Hùng mà không biết gì hết. Nhưng mà từ khi có đài VAN, thưa quý vị, chúng tôi đi tới đâu thì ai cũng biết cái mặt của chúng tôi, làm chúng tôi trúng trúng luôn. Đi tôi vô nhà hàng Kim Sơn, đứa bé nó nói Ao Hoàng, mà tôi sợ quá đó, thưa quý vị, tại vì biết rằng đài đã có ảnh hưởng rất là lớn. Do đó chúng tôi cũng mong rằng các vị mạnh thường quân, xin quý vị hãy nhớ cộng đồng của chúng ta lớn mạnh là nhờ những cơ quan như vậy. Xin quý vị hãy tiếp tục sự yểm trợ. Xin quý vị hãy hỗ trợ cho đài VNTV 55.2 được mạnh lên, vì sức mạnh của chúng ta là nơi các cơ quan truyền thông báo chí. Sự thành công của đài VNTV 55.2 cũng chính là sự thành công của chúng ta. Cho nên xin quý vị, tôi nói cái câu chuyện của một em bé đến mà nhìn thấy ông Ao Hoàng, nhìn thấy ông Hoàng Duy Hùng là biết là tại vì nhờ những cơ quan, đặc biệt là đài VNTV đã hỗ trợ hết mình. Do đó, đầu năm mới, chúng tôi với tư cách là tân nghị viên của thành phố, ngày thứ hai này nhậm chức, nhưng mà bây giờ đã là tân nghị viên rồi, thưa quý vị. Giờ này giao thừa tức là tân nghị viên, tại vì nghị viên là ngày đúng ngày hôm nay là hết rồi, thưa quý vị. Giờ này là đã phải chuyển quyền. Thì với tư cách là một tân nghị viên đắc cử, thưa quý vị, ngày hôm nay, cái thẩm quyền của thành phố, chúng tôi xin trân trọng kính chúc đài VNTV 55.2
ông bà bác sĩ Vũ Bang và cô Bích Ngọc sức khỏe dồi dào, phúc lộc đầy tràn. Đài một lúc mỗi ngày được vững tiến trong cộng đồng của chúng ta, phát huy sức mạnh đoàn kết của người Việt quốc gia. Và chúng tôi kính chúc tất cả các anh chị em trong ban biên tập cũng như là các bạn trẻ trong đài TV 55.2 được nhiều sức khỏe, nhiều hồng phúc và nhiều thành công. Và chúng tôi cũng nhân cơ hội này kính chúc tất cả quý vị trong hội trường ngày hôm nay cũng như cộng đồng của chúng ta một năm mới đầy phúc lộc, an khang, thịnh vượng. Và trước khi chúng tôi bước xuống, chúng tôi có một người bạn, đó là anh Vĩnh Lạc. Anh em của chúng ta, chúng tôi xin bắt tay anh Vĩnh Lạc một chút xíu. Thưa quý vị, tôi khỏi cần biết ở đằng sau ai viết cái script. Tôi được nghe cái văn thôi rồi tôi biết rằng ông Thấn, ông Thánh, ông Thần, người bạn của chúng tôi là ông đạo diễn của cái script vừa qua. Và vì sao thưa quý vị, anh Steven Lê Hoàng của chúng tôi, anh Steven Hoàng Lê đó, đều biết là tôi với anh Vĩnh Lạc là làm từ đài VOVN từ lâu rồi. Cho nên là giọng văn của anh không chạy qua chúng tôi. Nhân cơ hội này, chúng tôi xin kính chúc người bạn hiền, anh Vĩnh Lạc của chúng tôi tiếp tục công việc của anh, tôi công việc của tôi. Nhưng mà anh em của chúng ta hiểu nhau và chúng ta giúp nhau cho việc thăng tiến của cộng đồng của chúng ta. Xin cảm ơn anh Vĩnh Lạc và xin cảm ơn tất cả quý vị. Từ hồi vô xít tới giờ chưa được gặp anh lại lên đài, anh phải lên đài nha. Bây giờ phải lên đài cho mấy chục chương trình đó. Xin cảm ơn anh Vĩnh Lạc, xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng. Thưa quý vị, chúng ta còn hai mục nữa là mình chuẩn bị vào văn nghệ. Và mục này là mục áp chót trước khi ăn. Quý vị tập trung chú ý, bằng không là không dọn đấy. Thưa quý vị hôm nay xem chương trình của đài, quý vị có nhớ cái người mà chúng ta mua hoa không? Quý vị có nhớ ông Nino Schmidt không nào? Chúng tôi có một cái giải đặc biệt cho ông. Mr. Nino Schnipp, it's now our speech for you. So wherever you are in the room, please make your slow way to the platform while I tell the public more about your wonderful personality, and I have your plaque in my hands here. Let me put it down so I can talk, and then when you come, I'll give to you in person from Vicky, our wonderful patron. Ladies and gentlemen, Mr. Nino Schwib was born in Lebanon. He's a Lebanese. He has been in America for a long time. He is now a master florist with a philosophy of aesthetics behind everything he does. And you know what? He has four boys. He has four sons. They are all scientists, computer science, engineers, bankers. He told me this morning, nobody deals with beauty anymore. He doesn't have a girl. So he loved the flowers, and even more than the flowers, he loves Cô Bích Ngọc. He loves Vicky. He does everything for beauty in this world, and he has really generously contributed. Like, I cannot even begin to describe how wonderful he has been to the program. You all saw him on the television. I provided him with the Vietnamese translation, and don't you think he was just a wonderful philosopher and artist rolled into one? So he is a plug for Mr. Nino Schwib, and I hope he's here. He told me he would be here this evening. Is he in the audience? Thưa quý vị, sáng nay từ 9-10 giờ sáng, ông Nino đã đến trang hoàng tất cả những cái hoa như quý vị đã thấy từ ngoài ngõ cho đến trong phòng khách. Và ông hứa là ông sẽ dự tiệc hôm nay, không biết là vì mệt quá hay sao mà bây giờ không thấy ông Nino ở đâu hết. Chúng tôi có hai người ân nhân, một người là ông Vic Chara đã trải những cái khăn bàn rất là đẹp đẽ như quý vị thấy đó, và người thứ hai là ông Nino có lẽ là không đến được, cho nên thôi thì xin quý vị một tràng pháo tay để gọi là cảm ơn người vắng mặt vậy. Vâng, cảm ơn quý vị rất là, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ xin nhà hàng bắt đầu dạ tiệc ạ. Bây giờ đã gần 8 giờ rưỡi rồi. Đáng nhẽ ra là bắt đầu từ 8 giờ, xin nhà hàng bắt đầu dạ tiệc cho. Thưa quý vị, và bây giờ trong khi chúng ta đang chờ nhà hàng dọn ăn, chúng ta còn đúng 10 phút, 8 rưỡi bắt đầu văn nghệ. Và Vĩnh Lạc và chị Phan Duy có đôi lời tâm sự cùng với quý vị về những tâm nguyện của chúng tôi khi làm việc cho đài VOVN. Xin quý vị cứ thư thả.
Quý vị ơi, ở đây người nào còn nhớ Y2K là gì? Giơ tay lên ạ. À. Ai còn nhớ? Who remember what Y2K? À, một số người rất ít. Quý vị thấy không? Hồi đó là một cái chuyện xôn xao, mới chỉ có 10 năm qua, không còn ai nhớ nữa. Thế bây giờ quý vị có nhớ là cái vụ Y2K là con vi khuẩn máy điện toán? Mình ngỡ đâu là nó sẽ tiêu diệt toàn bộ computer của thế giới. Không xảy ra. Năm 2001 thì lại xảy ra vụ gì? Ở đây ai còn nhớ không quý vị? Mình ôn lại thập niên vừa qua đi quý vị. Năm 2001, ai nhớ chuyện gì xảy ra quan trọng nhất ở đất nước này? Đúng rồi, Twin Towers in New York, thưa quý vị. Xong rồi sau đó thì là chúng ta, cái điều mình chờ đợi là lại không tới là con vi khuẩn, mà lại có một điều không ai ngờ trước cả. Năm 2002 là gì, chị Duy nhớ không? Vâng, năm 2002, cả nước cũng như thành phố Houston, chúng ta vẫn chưa quên được cái đau khổ của ngày 9/11 của 2001 như là một mùa Giáng sinh, nhưng như một mùa thu năm ấy. Nhưng mà mãi tới cái mùa Giáng sinh thì cái sự sức sống mới dần dần trở lại thành phố của Houston của chúng ta cũng như là của nước Hoa Kỳ. Vào năm 2002 đó, chúng ta còn phải chịu đựng riêng ở tại Houston này sự sụp đổ của Enron. Enron sụp đổ vào cuối tháng 11 năm 2001, nhưng mà đau khổ nó kéo dài 2002 sang 2003. Quý vị ở đây ai nhớ được chuyện gì quan trọng nhất của cả thời sự nước Mỹ năm 2003 nào? Năm 2003 chuyện gì xảy ra quý vị nhớ không? Tổng thống Bush đánh Iraq. Chuyện ngày đó là chuyện mình ngỡ đến chết không quên được, mà bây giờ chúng ta nhiều khi đã nguôi ngoai đi rất nhiều rồi. Ông giảm thuế năm đó cũng rất nhiều, nhưng mà ông đào sâu những vực thẳm giữa người và người ở trong nước. Đến bây giờ thì năm 2008-2009 vừa qua, mình thấy sự sụp đổ đó gần như là tất yếu. Nhưng mà lạ lùng thay, ở giữa năm 2003 và 2008, khi tất cả sụp đổ tan tành, chúng ta lại có những năm ở giữa rất là khác biệt. Từ 2004-2007 chuyện gì xảy ra? Năm 2004 thì cả nước Hoa Kỳ đánh thức lương tâm của mình và đặt câu hỏi trước nhà tù Abu Ghraib. Phan Dị lại càng liên tưởng đến cái quê hương Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, Mỹ tự biết, biết tự chê mình. Bởi vậy cho nên Phan Dị càng nhớ cái câu là trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, thưa quý vị. Và thưa quý vị, năm 2005, năm Ất Dậu, năm đó thì người Việt Nam nào cũng chạy nhớ lại năm Ất Dậu năm xưa, nạn đói lớn ở tại Việt Nam 1945. Nhưng mà những năm đó là Hoa Kỳ, tất cả mọi người ăn nên làm ra, chúng ta vô cùng khấm khá, ai nấy cũng đều chuẩn bị xây dựng một sự nghiệp thật là vĩ đại, thật là huy hoàng. Trong đó có cô chú Vũ Ban, đang lúc thời cục lên như vậy, ai cũng đinh ninh rằng nó sẽ vĩnh viễn khá như vậy. Đến lúc mà năm 2008 mới ra mở đài thì đùng một cái, con thuyền của chúng tôi vừa mới định ra khơi thì mắc phải dòng nước cạn là kinh tế suy thoái. Chúng ta vẫn còn đang rất khó khăn. Cái điều mà nãy giờ Vĩnh Lạc làm cho quý vị nghe là thế này quý vị. Nếu chúng ta không có những người truyền thông nhắc đi, nhắc lại, thì chúng ta nhớ, chúng ta đánh mất ký ức. Mà chúng ta đánh mất ký ức, chúng ta đánh mất một nửa tâm hồn. Tâm hồn của chúng ta một nửa tâm khảm dệt bằng ký ức, nhớ được những gì đã qua. Một nửa kia là vận động suy nghĩ những gì đang có trước mặt. Thật ra truyền thông rất quan trọng thưa quý vị. Nó không phải là hành ngò hoa lá, mà thật ra nó là một nửa tâm hồn của tất cả chúng ta. Chúng ta quên đi thì cuối cùng chúng ta sẽ không còn gì lại để làm nên một tâm hồn cả. Chúng ta đã có một cộng đồng, chúng ta cần có ý thức và lương tri về chính mình. Chính vì vậy mà thưa quý vị, dù trong quá khứ chúng ta có những điều bất đồng ý kiến với nhau, dù trong quá khứ chúng ta có những lần không thích nhau, không ưa nhau, không hợp nhau, không chơi với nhau, xin xem những điều đó là hoàn toàn không quan trọng. Giờ đây cả thành phố này chỉ có một đài này là có một lương tri, một ý thức để đưa tới một nền dân trí mới, nâng cao dân chủ. Không phải chỉ chính trị suông hay tầm phào, mà lại còn là cố gắng đưa kiến thức đến cùng quý vị. Chúng tôi còn nhiều lỗi, chúng tôi làm chưa được hay đâu, nhưng mà quý vị phải hiểu rằng quý vị nên giúp đỡ và cố gắng nhiều với chúng tôi. Xin chị tiếp lời cho em ạ. Vâng, Vĩnh Lạc có biết năm 2009 là năm cầm tinh con gì không? À, đài sinh ra con kỷ sửu, thưa quý vị. Con kỷ sửu là tuổi con trâu, cho nên như vậy là tiền vận vất vả và hậu vận họa trăng nhờ quý vị xây chuồng cho con trâu nằm thì con trâu mới được an nhàn. Chúng tôi nhiều khi cảm thấy là rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc, hy vọng có ngày phong lưu, mà phong lưu chăng là nhờ quý vị ạ. À. Vâng, có lẽ vì vậy mà cô, cả cô đều chú đều nhận thấy rằng trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Thưa quý vị, cực lắm quý vị ạ. May thay là cái tuổi kỷ sửu mạng hỏa này, tích lịch hóa, lửa sấm sét,
quả là phù hợp với cái bổn mệnh của một cái băng tần phát hình, phát sóng xét trên đài, trên băng tần 55.2. Cho nên dù vướng phải cái gì hả Vích Lạc, con trâu thì nó vướng mắc ếch, mắc quàng vào cổ thì cũng phải. Vâng, vướng cái ếch vào cổ thì cũng phải vui lòng mà tiến bước vậy. Thưa quý vị, người Huế thường hay thăm, ở đây bảo chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa, chồng cày chú Vũ Ban, vợ cấy là cô Biết Ngọc, con trâu đi bừa, quý vị biết ám chỉ ai không? Tất cả những người còn lại chúng tôi, thưa quý vị, nói đùa vậy thôi quý vị, làm cực nhọc nhưng rất vui, đài tuổi Kỷ Sửu mạng tích lịch hỏa lửa sấm sét rất là phù hợp với ngành mà truyền thông bằng điện ạ. Như thế thì đúng số rồi. Vậy sang năm sau nhờ thầy bói Phan Duy coi giúp năm gì đấy chị? Năm sau là năm con cọp. Canh dần mạng canh dần, gì? Canh dần mạng gì Phan Duy quên rồi. Mạng tùng bá mộc. Như vậy là có cái cây tùng, cây bách cao trên núi. Cây tùng, cây bách là cái loại cây có gỗ rất tốt, lại có nhựa thơm, lại cháy bắt lửa mà rất bền. Như vậy là nhờ có những chụp như vậy chúng tôi mới có thể cháy được lâu dài. Vậy thì ở đâu là những cây tùng, cây bách có phong thái của loài cây ở núi cao, có nhựa thơm, lại bắt lửa? Là chính quý vị ạ. Quý vị là những cây tùng, cây bách trong năm tới, là con cọp cầm tinh của chúng tôi. Xin rất cảm ơn thịnh tình của tất cả quý vị. Và nếu mà con cọp người ta thường nói là hùm mà có cánh là hùm bay tận trời. Bởi vậy cho nên con hùm Ven TV xin được quý vị chấp cho hai cái cánh để chúng tôi làm được những việc gọi là ích lợi cho cộng đồng của chúng ta hơn, phải không ạ? Mà quý vị biết không, năm nay chú Vũ Ban có tài lạ lắm. Chú làm cho cô trẻ đến nỗi năm nay cô Biết Ngọc mới sinh thêm đứa con út. Chị có biết tin chưa? Ủa? Cô mới có đứa con. Tên là con Vân, con Bích Vân. Quý vị biết là ai không quý vị? Cái đài Ven TV của cô là con út của cô. Mỗi sáng vào Vĩnh Lạc hỏi cho cô ơi, hôm nay con Bích Vân nó khỏe không? Con này nó khó nuôi quá đi. Lúc nào nó cũng dạ đề, lúc nào nó cũng thức đêm. Và lúc nào nó cũng còn... Nói nhỏ quý vị nghe nhá. Tới giờ này nó vẫn còn đang tiêu chảy ạ. Thành ra vì vậy quý vị ơi, muốn cầm cho nó hết thì hốt thuốc bắc. Phải nhờ quý vị. Quý vị ơi, lá lành đùm lá rách. Quý vị cho được lá chuối còn gói được bánh tét mừng Tết. Quý vị có cho lá chanh lá xả còn được một nồi xong. Con bé Bích Vân, con út của cô Bích Ngọc, năm nay nhờ chú Vũ Ban cải lão hoàng đồng mà sinh ra, cần phải có quý vị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho cô nàng Bích Vân càng mau chóng lớn và xinh đẹp. Cảm ơn quý vị rất là thân mến của đài Ven TV Bích Vân. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tiệc rất là ngon miệng và một đêm dạ vũ rất là vui, và hứa hẹn nhiều chương trình văn nghệ rất là phong phú, và Phan Duy rất là nóng lòng để đợi giây phút countdown thưa quý vị.